Một lần nữa Lực xin chào cô chú anh chị em nha. Thông thường khi Lực tỉa bụi thì Lực tỉa tới đâu Lực sẽ dọn tới đó để cho nó gọn gàng ha cả nhà.
khi lực gặp những bụi cây có nhánh bự, lực sẽ dùng cái cưa cưa nhánh bự trước ha cả nhà. Thì cái phần tỉa cây coi như là lực đã hoàn tất ha cả nhà. Bây giờ mình chỉ dọn dẹp sơ xong rồi mình sẽ bắt đầu vào vanh bờ ha. Và lực sẽ xin gặp lại cô chú anh chị em trong cái video, cái phần tiếp theo của video này về cái vấn đề mình vanh bờ theo cái đá sỏi ha. Rồi một lần nữa lực cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi cũng như đã ủng hộ video của lực. Xin cô chú anh chị em tiếp tục ủng hộ và chia sẻ video của lực đến với người Việt mình ha. Thì nếu mình thấy có nhiều người xem cũng như nhiều người đăng ký thì đây là một cái khích lệ cho mình để đăng tải những cái video mới hơn nữa ha. Rồi, lực xin hẹn gặp lại cô chú anh chị em trong phần tiếp theo của video này. Xin chúc cô chú anh chị em luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.